Một tô bánh canh cua mà tới tận 200 ngàn, cùng Dịch đi ăn thử nghe. Quán hôm nay Dịch đi có tên là bánh canh ba lúa nằm trên đường Tôn Đảng, quận 4. Bước tới là thấy cái xe đồ âm quá trời hấp dẫn đập vô mắt luôn. Order liền một tô rẻ nhất là 50k và tô mắc nhất là 200k nha. Quán có bán tô bánh canh 200k nổi rần rần trên TikTok hôm bữa giờ, cho nên hôm nay Dịch phải ghé qua để kiểm chứng cho các bạn. Nhỏ em Dịch đó thì ăn một tô toàn là càng cua có giá là 120 ngàn. Bưng cái tô 200 ngàn ra mà hú hồn luôn tại nó rất là bự. Còn đây là cái tô 50 ngàn tô bình thường nè. Một phần 200 ngàn á sẽ có tôm càng, bào ngư, cua, thịt cua, chả ghẹ, thanh cua, nấm đông trùng và sò điệp. Một tô mà quá trời đồ ăn luôn. Đầu tiên phải cho 10 điểm vào cái phần nước lèo nha, rất là đậm đà và thơm nè. Bào ngư với tôm thì cũng rất là tươi nè. Lần đầu tiên ăn bánh canh với nấm đông trùng luôn á, thấy tưởng không ngon mà cây ngờ ngon không tưởng. Hải sản thì không thể nào thiếu muối ớt xanh rồi, mà quán tâm lý lắm nha, để muối ớt xanh với lại nước mắm ớt nè, bạn muốn chấm gì chấm. Và cái tô 200k được để trong cái nồi đất nè, nấu lên nóng ngỏ luôn. Phần này thấy hoàn toàn là xứng đáng nha, tại 200 ngàn mà hải sản quá trời luôn. Bạn nào chê mắt cứ qua thử nha, nào là bào ngư, tôm càng, nấm đông trùng mà với giá như vậy là quá ổn áp rồi. Còn nhỏ em Dịch nó ăn tô toàn là càng cua không, nó kêu ngán quá, tại thịt cua nhiều quá ăn hồi ngán. Bởi con nhỏ tham lam, ngoài ra còn có chả cá ăn kèm nữa nè. Sợi bánh canh thì dai, nước lèo thì sền sệt đậm đà. Anh ơi, chắc cho quán này 9 trên 10 điểm luôn á. Còn tô 50k nè, có tôm tươi nè, chả cua nè, thịt cua, trứng cút. Nói chung là tô 50k cũng rất là chất lượng. Bạn nào mà không thích ăn hải sản thì cứ kêu tô bình thường ăn cũng quá trời đã luôn nè. Quán thì khá là đông. Lên món thì cũng nhanh lắm, tầm 5-10 phút là có rồi. Dịch thấy là tiền nào của đó luôn. Bạn nào mà muốn thử bánh canh để nhất 200k thì cứ thử nha. Đây là menu của quán nha, có rất là nhiều món luôn á. Bye bye.